Chào cô. Cho con hai ly trà đá. Rồi, có ngay. Nào, dân đây nào, uống rượu, uống rượu, uống rượu. Ôi, sáng này chưa lấy được đá, uống tạm mà trà nóng nhá. Dạ vâng. À, thế à, mẹ cậu uống gì? Đây là vợ của cháu đấy. Ôi, cái cậu này. Cứ đùa vớ bẩn đấy. May mà bà nghe tai phồn đấy. Bà mà không nghe tai phồn thì cậu mà có no đòn thì nói vớ va vớ vẩn. Vợ cháu thật đấy. Vợ? Vâng. Năm nay cậu bao tuổi? Cháu năm nay 25 ạ. Thế mẹ cậu, à quên vợ cậu. Vợ cháu năm nay 52 ạ. 52? Vâng. 25? Vâng. Này, chị uống nước chè nhá. Dạ vâng ạ. Tôi thấy cậu vừa bảo là đây là hai vợ chồng à. Anh nói đúng đấy chị ạ. Thế à? Chúng tôi là hai vợ chồng, chúng tôi mới cưới nhau mà. Ô mà có vấn đề gì không hả chị? Không có vấn đề gì. Thế ạ? Tôi cứ như là xong chuyện cổ tích. Chị biết đấy, tình yêu mà nó tự đến chẳng biết đằng nào mà lần. Vâng. Nó tự đến muốn tránh cũng chả được chị ạ. Thế nhưng mà bắt đầu là như thế nào mà yêu nhau ấy? Tất cả là nhờ em Ilu này đấy ạ. Thế à? Vâng, em ý là cầu nối gắn kết tình yêu của chúng cháu đấy ạ. Và cũng từ đó, chúng tôi luôn ở bên nhau. Đó cũng chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu đấy chị ạ. Trời ơi, chả con chó nào mà bằng con chó này. Chị ơi, dạ, bây giờ tôi có chút việc muốn nhờ chị có được không ạ? Việc gì hả chị? Chả là vợ chồng chúng tôi muốn sang khách sạn bên kia một chút. Nhưng mà khách sạn bên đấy họ lại không cho con Milu này vào. Vậy tôi muốn nhờ chị trông nó một lúc rồi hết bao nhiêu chúng tôi giả chị nhá. Ôi dồi ôi, gớm tưởng chuyện gì. Không có tiền nong. Rồi, hai mẹ con cứ sang bên đấy mà. Hai vợ chồng cứ đi sang bên khách sạn mà tâm sự và nghỉ ngơi nhá. Dạ, cứ để em Milu ở đây, tôi trông coi cho, không sao chị nhá. Rồi, không có gì. Thì cho cháu gửi luôn cái xe máy ạ. Được rồi, rồi. Hai thì mình đi thôi. Đi nhá. Mình cài cái áo vào đi. Rồi. Chị ơi. Chị ơi. Em Milu của tôi đâu rồi ạ? À? Em vừa ở đây mà. Vừa ăn hết gói kẹo rồi còn có mấy cái đây này. Ủa đâu nhỉ? Milu. Chết rồi. Milu. Này. Hay là bị cẩu tặc rồi? Hả? Milu. 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 Anh yên tâm đi. Ôi trời, cả khu còn chẳng có chó thả rông thì cần gì phải dọ mõm. Yên tâm, tôi đã quán triệt với tất cả bà con rồi là không thả rông vật nuôi, là mất vệ sinh nơi công cộng. Thế này thì không thể được. Đã quán triệt rồi thế mà nhà nào vẫn thả rông chó ra đây. Người Hà Nội mà thế à? À, đây rồi. Tội phạm đây. Quả này là cứ cho lên phường, rồi đưa lên loa thông báo. Chắc chắn chủ nhân sẽ đến. Lúc đó sẽ là nộp phạt. Đi. Milu. Milu. Cảm ơn bác. Bác đã tìm Milu cho cháu ạ. Chó nhà bà phải không? Dạ. Bà có biết ở cái khu vực này á là cấm không được thả rông vật nuôi, làm mất vệ sinh nơi công cộng. Bây giờ ấy, mời bà theo tôi về trụ sở phường nộp phạt.
Dạ dạ. Đây là chó của nhà em. Do em thả đấy ạ. Này, thôi ông bà về nhà trông quán cho tôi một lát đi. Một lát tôi về ngay. Này, để Milu ở đây. Biết đâu nó lại là sợi dây kết nối tình yêu. Ông Nguyên. Hả? Mình đi nhỉ. Bà ấy đi nộp phạt thì có phải là làm cái gì đâu mà sao bà ấy vui thế nhỉ? Đàn ông chẳng hiểu.